Để hai đứa nó điên giọng ấy, ê, ê, ê. Đi chơi nha. Đi ly đi không? Chùa Phật Sà Tón. Sà Rai Sô Sà Rai. Bà cụ này bà bán cái gì vậy ta? Lụa ấy nó. Lụa nó không ai? Hả? Ông ấy chơi. À con sẽ phí phạm đấy nhé. Cái này bán cái nhiêu? 5.000 thôi anh. Đây luôn mà ngay ở thế nữa. Dạ. Bán hết không? Có xa. Lấy một cái không? Ngoài á. Ờ, biết rồi. Quá xa tiền nha. Quá xa tiền rồi.
Lang tâm nắng à? Dạ. Lang tâm nắng là mấy? Cái này nó bừa ở đây. Đẹp cái chỗ này vô con đường cây trăm là lúa, bao rất là bao lúa giống. Vô mùa này là bà con ta xả lúa. Qua cái mùa này thì ta mới bắt đầu người ta làm rẫy. Mùa này nhổ được rồi nè, héo hết rồi.